Anh Huy bàn cầm Hitty đầu cái anh đang có quả đầu 6 cây 7 cây xin lỗi các bạn. Hà sẽ người dâng lên chém cho anh Huy. Khi mà Huy là người được cầm Hitty đầu cánh rồi. Chúng ta có màn máy Mạnh Hào bài cầm Greg. Đang có những bây giờ làm vào bây giờ bài Greg này. Bên phía đối phương có Seng ở bên lớp Babylon đang cầm kích văn đất và có Hoa Mạnh Nhi là người được cầm phô. Hào quả đầu 6 cây rồi. Nam Sông Kiều đang có bài Kata đầu cánh. Có bãi quả đầu một đôi voi để Nam Sông Kiều. Khá ngon ở thềm đầu khi thấy đôi voi như thế này. Làm vòng đi dò tìm đồ ăn. Và cuối cùng là màn máy cái cụ chim sẻ bài cầm AC đang có rất nhiều rừng quanh nhà. Rồi ba cái rừng quanh nhà luôn. Chúng ta cần phải rút ngắn cách biệt trước đội bạn. Tạm thời chúng ta để đội bạn dẫn trước tới 2 trận cơ. Đội bạn chỉ cần 1 chiến thắng nữa. Chúng ta cần tới 3 trận thắng trong buổi tối ngày hôm nay. Khá căng thẳng. Có quả phụ và một bầy hiêu. Ở trong trận đấu này thì dụ chim sẻ chúng ta đang rất cần voi. Trong này đang rất cần voi để đưa về. Có những con voi thì chúng ta mới có thể ép đời tốt được. Bầy hiêu này hơi xa. Đang cắm cờ nông dân đi dò một vòng. Và đang muốn lùa hiêu. Và anh em có thể cho xin một like, nút chia sẻ video live stream không ạ? Hello tất cả anh em đang xem nha. Ui, ném được lôi sư tử bay quá. Tí nữa thì cụ đi. Đấy chưa là bài chết hai dân để chia sẻ nên là cũng hơi toan. Bài sẻ bảo đã ok thì mà có thêm đôi voi. Đôi voi được như bãi quả luôn. Đôi voi bày hiệu bãi quả trong trận đấu này dành cho game thủ chim sẻ nắng. Và lùa một con hiệu này về thôi. Vâng, ba dân lùa hiêu. Bình thường người ta sẽ thấy hai dân lấy cho ba dân thì thôi, đổi sang còn hai dân rồi. Bộ đầu rất là bóc binh đấy từ vụ xin lỗi là những cái rừng rất là bóc binh đấy từ vụ chim sẻ ở trong trận đấu này. Rồi lùa hiêu về thôi. Và rất mong anh em cho xin like, nút chia sẻ video live stream nhờ. Hello anh em, đây là ép đầu đấy, ví dụ chim sẻ. Chúng ta sẽ chuyển sang những tay chém như là bàn máy của game thủ Nam Sông Kiêu xem nào. Nam Sông Kiêu bài đấu đang có đôi voi về. Có quả phụ luôn Nam Sông Kiêu, ép đầu thiết kế. Bài cũng đã đủ rồi cho Nam để có thể chém đầu cánh này. Cánh và chim sẻ nắng và Nam Sông Kiêu sẽ kết hợp cùng với nhau. Bên kia thì Mạnh Hào sẽ cố gắng dâng lờ lên để đi cùng với game thủ Anh Huy với cầm Hitty. Bên phía bạn có con phô và Seng với khả năng ép đời tốt. Và Mạnh Hào báo về là đói rồi. Cáo đến Thiềm Huy đã game thủ chim sẻ nắng 30 sao nha. Đây Mạnh Hào. Hào đang giết đây. Ăn bãi quả giữa nhà khi mà đéo bãi quả sau mông nhà sẻ. Vâng, ăn sao ở đây ở đôi voi này thì sẽ đang câu mất rồi. Vâng, nhà siêu kín luôn. Vấn đề là Mạnh Hào đang không đủ đồ anh em ạ. Rồi Hào sẽ đánh tại nhà. Thế thì Huy như là vẫn dâng à? Và như vậy dâng vẫn ra ruộng. Thế thì Mạnh Hào kích đời ở 8 phút 1 x với 25 dân. Nhà máy thủ chim sẻ sẽ đang cố gắng câu voi. Đấy, bò chỗ đấy là kín luôn. BB ở giữa hai cái rừng đấy kín chưa? Đấy. Cầu nuốt voi về. Nhường cho Mạnh Hào bãi quả sau mông. Nếu không thì Mạnh Hào cũng thế. Tôi lại lỗi voi rồi. Tôi làm chiếc BS mới vậy. Lỗi mất con voi này anh em ạ. Không, Hào sẽ dâng anh em ơi. Đây là máy của anh chủ Mạnh Hào. Đây, Sam em phải kín rồi. Đấy, bo chỗ đấy kín rồi. Anh bo nốt mặt 12 giờ nữa. Sam em kín rồi, Sam em kín rồi, yên tâm đi. Thông tin báo về xem bên phía bạn đánh cung à. Đây là mặt máy của game thủ Nam Sông Kiêu. Vâng, thông tin báo về giữa mình lên đời rồi. Nam Sông Kiêu kích đời 10-18 với bài 25 dân. Chém cố lên nào anh em ơi. Rồi, tôi báo về 4 nhà là bạn lên rồi. Cơ cấu bãi vàng đến từ game thủ Nam Sông Kiêu ở trận đấu này. Làm vào bi do. Chào bạn Trang Bom nhá. Ảo thế. Màu 6 đâu cái này. Đó là game thủ Cam Quýt, người được cầm Baby đánh chém. Nam đối đầu với Baby Lon. Đang cố gắng xiên dần đối phương nhưng mà chưa công giáp gì. Ngựa giò bài Cam Quýt có lực nhưng bài màu 6 khỏe đấy nhá.
Ai ôi, quả wow, còn nguyên 5 cây kìa. 68 cái này, như vậy là xem được 6 giờ luôn. Baby xem cái này kia sẽ là một baby một full. Đang đi dò đồ ăn hoa đấy, làm xong kêu vào cái khu vực gần BL của em thì chuẩn bị té đi là vừa L2. Baby màu 7 ở cái kia trọng quy. Đấy, cái kia là full đánh cung rồi, hai baby đánh chém với phía đối bạn. Đây là bãi gỗ người cầm màu 6, tham lại làm xong kêu là 26 trận đấu này thôi. Ở bài mà em có dò trước nhưng mà lực đang chưa được sự là khỏe khoắn đến từ Nam Sông Kiêu. 2L bánh xe, cố gắng giữ tham khi mà xe kiểu gì cũng sẽ đẩy ra sớm. Chủ động không bo bế bãi vàng luôn để tí nữa chỉ việc chạy thôi. Bởi vì kiểu gì xem lát nữa cũng sẽ đẩy ra rồi. 2L trong trận đấu này. Thì đấy, quay lại xem bãi vàng của bạn từ khả năng cao đã bo bế. Xem có dò trước. Vậy bắt dò đến từ Nam Sông Kiêu. Tốt, bắt xe dò được bạn, có cả cung tê màu 8, xúc cả cung tê luôn. Đây là máy mạnh hào. Bài màu 6 đã có những con lạc đà đầu tiên. Đấy, chạy ra bãi quả kia. Có lạc đà để thủ nhà đến Nam Sông Kiêu. Mình tập trung để ăn dân người cầm màu 6 trước. Không mất gì, vẫn đang đỡ được. Đang chém được dân màu 6, nhưng mất giò đến Nam Sông Kiêu. Tham lai là 27 đến từ nguyên thủ Nam Sông Kiêu đi ăn hoàn đến bãi quả nữa. Sắp đều lạc đà ra chém tưng bừng lên. Đây, những con lạc đà đến từ người cầm màu 6. Chúng ta có mặt máy của game thủ Mạnh Hào, một trận đấu mà anh đi dâng. Tham Lai là số 26 đang tìm nhà đối phương. Của bài Mạnh Hào leader khá muộn và lực yếu. Anh có một dân dâng L thôi. Tham Lai là 27, anh đối thủ Mạnh Hào đây là bộ 7. Đó chính là Nhất Mafia, người cầm Babylon chém đầu cánh này. Hào đang cố gắng tăng L2. Và đây là máy của game thủ anh đi Tham Lai 30. Cố gắng cơ cấu nhà cửa, nâng giáp. Đừng để đối phương ốp A. Vâng, sẽ bắt đầu đẩy quân ra rồi. Đấy, đi qua BL thấy luôn này. Trên. Qua bãi vàng là thấy BL đội bạn luôn. Vâng, hào đã bị năm đẩy. Gặp luôn cả màu 8 đây rồi. Màu 8 đó chính là cung gờ xe về phía đối phương. Đấy, qua BL của Nam là thấy BL màu 6 luôn chảy nhá. Một chiếc BG thì ra ruộng ở đây. Đang tụ quân đẩy 2 tơn rồi. Đây là BP phía đối bạn. Màu 8 đang bắt quân của chiếc trẻ đáng tiếp viện. Đây là bãi vàng. Màu 5 đang đánh 5A bài cầm phổ hoặc bài gì. Đây đang bắn nhiều. Đã đào 16 đông lắm. Bay vàng rồi nhá. Hôm nay là 48 đều dụ chim sẻ. Vâng, đang đẩy bay những cơ sở đó là của bãi vàng đội bạn. Bãi vàng bãi ăn hoa. Huy đang kêu cứu khi bị màu 5 dí 5A. Đây là máy huy tụ anh Huy. Cả màu 7 đang lao vào. Rất đông quân phía đối bạn đang ốp vì tuần này. Còn nằm đông quá thì khả năng cao thì phải bay đấy. Vâng, trốn luôn đi anh Huy. Đây là máy của anh thủ chim sẻ. Sẻ tham lai đời số là 53. Tấm tin báo về màu 7 bay nhưng Huy đã bay rồi. Ta chỉ đưa về thế còn một chủ lực, đó là game thủ chim sẻ. Thì bên phía đối phương sẽ vẫn còn đó một con phô và một con xeng ở góc 6 giờ. 6 giờ đó chính là game thủ về lớp người cầm xe. Và bây giờ sẽ phải sang thủ cho Huy. Huy tham lai 35. Vẫn còn bóng ruộng bạn đã đốt nhà của Huy. Đông nhá. Đấy, cung gờ phô. Huy cung gờ hit đang giữ cục dân đây. Nam Sông Kiêu đã bắt đầu khỏe lại rồi. Nhà chính luôn. Bắn đi kia sẽ. Sẽ bắt đầu đến cứu Huy rồi. Tham lai là 63 ở trong trận đấu này. Hào đánh bay nhà màu 7 đối với đội bạn. Cả lạc đá bên trong đấy. Có chốt được 12 giờ không Huy? Chốt 12 giờ rồi thì ngon. Rồi bắn hết quân đối bên trong này luôn. Và tham lai đơn số là 63 ở trong trận đấu này. Chốt lại đi, đừng cho nó ra. Bắn hết lạc đà đi. Và 12 giờ bạn ra được thì bắt hết lạc đà trong nhà đi. 5A đi, thủ chim sẻ bài cầm AC. Rất châu quần. Bắn hết lạc đà, bắn Nhất luôn, Nhất đã bay nhà rồi. Sau trận này thì Nhất sẽ không có lạc đà để kết hợp cùng bóng 5 nữa. 70. Đó, tham lai hiện tại thủ chim sẻ. Và màu 8 đến nhà sẻ này, nó vẫn đi được quân này. Từ từ đang về bắt nhà đá, màu 8 đang vào này. 68 đang vào nhà sẻ, tên này pha vậy để bắt quân người cầm màu 8. Tên này bắt chết luôn quân về lớp. Vậy, rồi, không được. Hôm nay là 78 đi, chim sẻ đang giải để bắt quân của người cầm màu 8 tên này. Pha vậy là cực kỳ tốt đến từ game thủ chim sẻ đắng. Trong khi đó thì Mạnh Hào đang lủng nhà màu 5 một tên. Màu năm đó chính là game thủ Hoàng Mai Nhi. Mạnh Hào đang lao vào với con chém gờ đất của mình ngoài dâng 2L. Toàn công là chém công 4 đến từ Mạnh Hào rồi.
Màu nam bay hết ruộng đấy nhá, bay hết ruộng đấy. Nam bay hết ruộng rồi, cả gỗ cũng kiểu lủng tương bừng luôn. Hào đang rất khỏe khi mà dâng lờ và có ruộng tại nhà. Tham lái 46 đây mạnh Hào. Đây vàng đây, ui trời ơi, Hào bơm luôn. Vàng biển. Đấy, à nào thiếu vàng nữa không? Vâng, 47 đó là tham lái hiện tại nhờ game thủ mạnh Hào. Bài đấu đang rất khỏe, cầm click dâng lờ và chém màu nam. Ôi trời ơi, lễ hội luôn anh em ơi. Phá phải em mạnh Hào, ui giời xịt à. Hết gỗ đi mạnh Hào, đen thế. Nhưng mà cũng lễ hội đấy. Đeo máy game thủ chia sẻ. Sẻ tham lái là 92 trên 100 ở trong trận đấu này rồi. Vâng, tham lai đầu số là 94. Tuần này mạnh Hào chém chết nhà Hoàng Mai Nhi luôn, được chưa? Chết luôn. Có mỗi màu 8 ăn vàng đấy. Đây, một kích chém 4 lên mạnh Hào với siêu đông này. Tham lai 51 luôn. Siêu đông chém luôn. Vâng, tham lai đầu số là 52 ở trong trận đấu này đến với mạnh Hào. Và chúng ta sẽ lao thẳng xuống nhà màu 8 với các bạn để ốp luôn. Lên chạy ra 4 luôn. 8 đào 3 vàng rồi. Nào đóng BC lên mất cái đầu máu nữa anh em ạ, khỏe quá. Đây là con máy của anh thủ chim sẻ. 6 giờ. Xuống đây anh em ơi, sẻ gần đến rồi. Đến 4 giờ rồi, 4 giờ rồi. Vâng, ta sẽ ôm thẳng vào nhà bên lớp tân này. Màu 5 tân vừa rồi bị Hào chém giật dẹo luôn. Đây, đến BA đây rồi. Xô thẳng BA màu 8 luôn. Vâng, đây là những con cung gờ của anh thủ chim sẻ. Đội bạn đang kéo quân về kìa. Sẻ là người được cầm AC bằng lọt nhà về lớp luôn này anh em ơi. Sẻ đang đào quân vào bên trong. Anh em đâu rồi? Vâng, Hào đang đây rồi. Màu 6 đang vào nhà của cái thủ chim sẻ đèn ngoái. Đây là về lớp. Anh ấy đang cố gắng lấy dần đập. Vâng, cố gắng bò. Lạc đào Nam Sông Kiêu là siêu đông. Phá vẩy E đến từ cái thủ chim sẻ đang đề xích cổ. Anh gấp cháu gà tên này đỡ hộ cái. Phá vẩy E tưng bừng luôn. Lễ hội luôn. Lễ hội luôn vậy. Vâng, chạy hộ tờ này bắt rất nhiều quân đội bạn. Nhưng ở trong nhà thì vẫn chưa thể lọt vào nhà đối phương. Màu 6 và 5 đang vào đánh xe. Phá vẩy E không thành công. Ây da, một con sập đơn lọt vào nhà. Và cần phải thủ nhà thật tập trung tuần này. Màu 5 đang có quá đông quân để nhà xe. Vâng, Huy phải sang tờ này đỡ nhanh. Vâng, vẫn chưa ăn được màu 8 tờ này. Lùi 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 lùi. Vâng, Hào đang có rất đông chém. Nhưng ở bên trong bên lốc cũng đang rất đông. Vâng, siêu đông quân bên phía đội bạn đang ốp vào nhà xe tờ này. Cả màu 5 và cả màu 6. Mặc dù mạnh Hào đã chém màu 5 giật dẹo nhưng bây giờ các bạn vẫn đang giữ được đồng quân. Tham lai 81 đến từ game thủ chim sẻ, không được để lủng nhà. Nếu lủng nhà thì sẽ lủng cả nhà của game thủ mạnh Hào. Màu 5 sao đông thế này. Vâng, rất đông như màu 5. Và các bạn đang chạy vào trong nhà Hào đi nhá. Anh Hào chú ý trong nhà này. Tờ này lủng sang cả nhà mạnh Hào là đau luôn anh em ạ. Vâng, đau luôn tờ này. Dân của sẻ đang bị các bạn nhậu tưng bừng. Màu 4 mạnh Hào đang về chém luôn. Nhưng đối phương đang cố gắng phải để có thể bắt dân của anh thủ chim sẻ. Tham lái 70. Và bung lại nhà chính. Và màu 8 sẽ dí lên luôn. Huy đang vào bên trong. Ở trong kịch góc 3L nhà mạnh Hào. Xin gỗ nào màu 1. Cần phải bắt hết ở trong nhà mạnh Hào nữa. Sau tờ này chúng ta sẽ bắt được rất nhiều quân phía đối bạn. Màu 5 khả năng cao sẽ lại hồi lại một tơn rồi. Nãy giờ chúng ta không quá dùng cái nhà màu 5 đấy mạnh Hào. Đây trong nhà mạnh Hào đây vẫn còn đây. Huy đang đấu màu 8 bên ngoài. Cái trận này thì Vlog có thể nở lại. À xin lỗi, anh ấy không bị bắt dân tân vừa rồi. Hoàn toàn có thể có một thế mà lên 4 đến được Vlog. Với lại cầm Seang nếu như Vlog không đẩy quân lên đây. Chúng ta sẽ phải để ốp nhà Vlog một tuần nữa. Màu 5 vẫn còn quân trong nhà chim sẻ và cả màu 6 ở đây nữa. Tham lai 82. Lủng nhà nhưng tham lai vẫn đang 8x đến từ cái vụ chim sẻ và đang có rất đông quân. Trong nhà mạnh Hào vẫn còn kìa. Rồi, đây là con cung đò đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi cầm Phonesian về phía đội bạn. Ruộng vẫn đang ổn, nhưng lực gỗ thì đang là hơi yếu. Cơ cấu lại lực gỗ một tơn. Và chúng ta sẽ lại phải đi ốp nhà của cái cầm màu 8, soi tham màu 8 trong tích 4 chưa. Và thông tin báo về âm 700 đồ đến từ game thủ về lớp rồi. Cung nhà chính ra và đẩy thôi. Chúng ta phải đi ốp nhà về lớp tiếp một tập nữa. Và đây là Huy. Huy tham lai đã là 85 rồi, rất khỏe rồi, đầu máu chưa. Đào 200 vàng rồi. Chủ động ăn vàng đến từ game thủ anh Huy. Rồi đi thôi, đi thôi. Bơm 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 bơm. Ai có thử không bơm cho màu 3 luôn. Đóng cai chưa, đóng cai chưa. Huy đóng cai chưa, Huy đóng cai chưa. Ok. Trăm thực kích 4, trăm thực kích 4. Màu 3.
Và sẽ đang bắt một kích quân của game thủ Vlog tên này luôn, phá vỡ E trên trận thắng. Đây là những con cung rờ đến từ người cầm xe hàng bên phía bạn game thủ Vlog. Anh em có quân sổ vào nhà Vlog đi. Và sẽ đang đến rồi đấy. Huy đang ghi vào Vlog đã lên 4 xong. Bắt được kích quân rồi phía đội bạn, Huy đã kích 4 rồi. Quý thủ nhà Huy nhá, cẩn thận không vòng 5 nó vào. Và đây là Huy với thằng này là 92 đang xuống 6 giờ. Ở nhà vòng 5 vào Huy kia. Không, đó là mẫu 7. Đừng để lủng tên này. Và cần phải có quân ở nhà, nếu không thì bạn sẽ ốp ngược. Và chúng ta đang cố gắng để ốp vào nhà đối phương. Mặt này là mặt DA của đội bạn. Mặt này kín rồi em ơi, chỉ có mặt kia thôi. Và timeline của anh Huy đang số là 89. Một trận đấu mà xem đội bạn đã lên 4. Ra đây, ra đây. Và màu 5 biết ngay sẽ lao vào nhà Huy mà. Và tôi biết là màu 5 sẽ lao vào nhà Huy tuần này. Nhưng Huy cần phải chú ý đỡ nhà. Đang vẩy toàn BA đấy của anh Huy. Và vẩy toàn BA. Đây là BA đội bạn, thêm một cái BA nữa luôn. Toàn BA đến từ anh Huy luôn, BA và BA nữa. Vâng, gom dần ra xây đi. Huy phải kéo quân về rồi, đây là mặt máy của anh thủ chim sẻ. Sẻ tham lai là ở số là 89, màu 6 đang đục nhà chim sẻ. Bên lớp đã lên 4 xong, chúng ta vẫn chưa thể vào được nhà bên lớp ở trong trận đấu này. Và màu 6 đang đục nhà Mạnh Hào. Đây là mặt máy của game thủ Nam Sông Kiều, tham lai là 24 rồi. Em vẫn chưa thể lọt vào nhà bên lớp được. Chúng ta vẫn không thể lọt nhà bên lớp anh em ạ. Và đây là Huy. Huy lên 4 sau. Vâng, kéo quân về, thêm BA nữa đến từ anh Huy. Vâng, toàn BA luôn. Và thủ nhà tên này nhưng lượng vàng đang là rất thiếu thì anh Huy, ai còn vàng không? Huy thiếu vàng, bơm hết vàng đây. Nâng công nghệ lên. Vâng, đang khá lủng đến từ cái thủ anh Huy sau tuần vừa rồi. Vâng, đội bạn đang đẩy rất đông quân lên. Bây nhiêu quân Huy là chưa đủ để chơi. Văn Nhất vẫn có quân và Hoàng Nhi đã hồi lại rất mạnh rồi. Không thủ được. Và đây là sẻ và trang cứu Huy tuần này, mặc dù Huy đã lên 4 xong nhưng quân đang không có. Tham lai chim sẻ là 87. Chúng ta vẫn đang chưa thể chơi được vào nhà bên lớp anh em ạ. Và trang cứu nhà của Huy một tuần đến chim sẻ. Sau tuần này thì bên lớp sẽ đấm được nhà chim sẻ và Huy cần phải cơ cấu thủ được nhà và nở được quân để kê nhà cho cả đồng đội nữa. Với bài đấu được cầm con Hitty cung tuyển của mình. Vâng, sẻ vẫn đang nốt A về lớp, bên lớp vẫn chỉ đứng bên trong thôi. Ủi rồi. Em bo lại cái khe ở mặt 12 giờ đi, đừng để cho nó vào mặt đấy nữa. Có đạp đôi rồi đây này. Vâng, bắt đầu có đạp đôi, bên lớp bắt đầu đấm ngược và chim sẻ đang sẽ là mục tiêu không thể thoát khỏi vòng tay của bên lớp. Chắc chắn bên lớp sẽ đấm thẳng chim sẻ nắng luôn. Hôm nay chúng ta đang bị đè ở trận đấu này rồi. Vâng, Huy đang chưa ăn được vàng. Thủ động bung gian vàng đi. Chỉ là 60 đây anh Huy thôi, mặc dù đã lên 4. Và em phải cơ cấu lại nhà và thậm chí phải có quân đứng kê cho cả nhà chim sẻ nắng nữa. Thậm chí Huy chữa bản đồ luôn, màu 7 đang lao vào đây, nhưng nó chém cả hot mất. Và timeline là ở số 67 ở trận đấu này. Dành cho game thủ anh Huy. Đây là máy game thủ chim sẻ với timeline là 106. Bên lớp đang bắt đầu xuống ngược rồi. Vâng, đạp đôi đẩy lên chỗ này thì sẻ không đỡ được mất rồi anh em ơi. Chết tôi. Một 113 đến từ game thủ chim sẻ và bên lớp đang đưa đạp đôi vào những con QG AGR ra. Và đeo máy của game thủ anh Huy. Huy tham lai 68 đang cố gắng đưa hot sang để kê nhà chim sẻ. Né né cứ kiểu ra là đưa hot nó đi đi em ơi. Và ruộng bắt đầu bị đấm vào. Né né giữa nhà ra và đi vào trong đi vào trong đi. Một năm nữa còn đủ cả BB giữa nhà nữa. Hoài. Vâng, nhà bên lớp như một cái lô cốt mà ta không thể đục vào nhà bên lớp được, toàn nhà cứng anh em ơi. Nhà mắc của mắc đến từ bên lớp. Tham lai chỉ còn là 63 đấy, đối thủ chim sẻ nắm vào rồi. Đây là máy của Huy. Huy tham lai 82. Vâng, bây giờ phải làm sao để ăn được vàng đấy anh Huy nữa, thiếu vàng. Đang thủ nhà chim sẻ nắm với những con Hot Hitty. Và màu 8 đang có một tên đứng trước cửa nhà anh Huy để sẵn sàng xô vào luôn. Bây giờ nó bắt đầu lao vào.
Đây là những con hot của bên lớp và cả những con đạp đôi nữa. Và tham lai 80 thì anh Huy đã đưa hot ra để có thể chơi lại những con hot của bên lớp. Và màu 7 đang có lạc đà ở đây. Chúng ta tầm này hot giáp 6 rồi, bắt lạc đà rồi bạn đi. Và Nam đang cố gắng quản đội bạn nhưng Huy phải bung ra ăn được vàng. Vấn đề là không ăn được vàng đi của anh Huy. Vàng đang rất yếu. Đang phải bung ra ăn vàng nhiều lên. Rồi đang tặng người chủ cái nhà tên này rồi. Bo luôn cái mặt từ 12 giờ đừng để nó chạy qua cái khe rừng này nữa này. Không bị sang đứng kê nhà chim thẻ đang luôn. Và tham lai đang ở số là 91 đến từ cái chủ anh Huy đang bung ra ăn vàng nhiều hơn rồi. Sẽ bị đẩy nữa không? Và sang đứng gì đúng dần đấy. Và bây giờ thì màu 8 siêu khỏe luôn. Màu 5 giờ Huy gặp quân màu 5 nhiều Huy ở giữa nhà. Và tham lai là 71 ở trong trận đấu này dành cho chủ chim sẻ này thắng. Nhưng màu 8 sẽ lại đấm nhà sẻ thôi. Đây bạn nhìn thấy bạn đã đưa cả hot lên đây rồi. Và Huy đã đứng kê mặt giữa nhà. Chúng ta chỉ còn hit tỷ của anh Huy thôi. Sẻ vẫn còn tham nhưng vấn đề là lượng chất quần chúng ta không thể thi đấu với đội bạn ở đời 4 như thế này được. Khi mà cung rồi không chơi được cái đạp đôi. Và thông tin báo về tham lai vẫn cân. Huy còn phải nở thêm hot ra được cơ. Còn màu 5 đang hồi đúng không? Màu 5 hồi lại. Và đây những con đạp đôi của đội bạn. Tham lai 114 nên game thủ anh Huy bắt hết đạp đôi của game thủ V-Lớp để cho sẻ hồi lại. Vâng, cố ăn nhiều vàng lên, nâng cấp đạp vàng 3 các kiểu chưa? Xem còn công nghệ gì chưa lên không, ăn vàng nhiều lên và sẵn sàng lên cả hot thần tự thân vận động nha em ơi, khỏe lên, chì lên. Và 116 đi rồi anh Huy. Và vấn đề là Huy phải chì và cố gắng để lên được hot thần ở trong trận đấu này cơ, phải có hot thần của Hitty thì chúng ta mới dễ chơi được anh em ạ. Màu 8 nó đẩy nhà của game thủ chia sẻ. Làm chém đi kia đôi bạn 70 nhưng nếu như là hot thần thì con chém đó nó chỉ như là muối mũi đốt inox nhưng mà nó sẽ chết rất nhanh. Vàng đang có ăn được vàng rồi, ăn được vàng rồi, giờ ăn được vàng rồi. Bây giờ là ăn thử thôi, giáp 6 sẵn rồi. Xem BMBC còn kinh nghiệm gì chưa nâng nốt đi. Đấy, đào vàng chưa lên kìa. Bên kia xem ai lên 4 đi. Và đôi bạn đã đấm lại nha Mạnh Hào. Tham lai của game thủ anh Huy là 128, sẻ đã bo sắp với mặt nhà từ Hào lên rồi. Nên là Huy sẽ đỡ, sẽ dễ kê hơn. Anh em có thực không cho bơm cho nó kích hot thần luôn được không? Vâng, đang bị quản vàng rát hơn đến từ thủ anh Huy. Em đã có hot đến kê ở đây, nhưng con lạc đà vẫn đang lao vào chém dần. Vẫn ăn được vàng ở tuần này. Tham lai là 125 về với thủ anh Huy. Thì tí thực kích hot thần nào. Cẩn thận thủng rừng. Tham lai là 122 đến từ cái thủ anh Huy rồi. Bị kích hot thần tuần này. Và đang bị quản nhưng mà vẫn còn 2.000 vài người kích hot thần thành công. Đang có hot thần để chơi đối phương. Bên kia thì nếu như lên 4 thì bạn có con phô lên 4, bay đi lên 4 mới có ca cơ. Phô hồi 72 dân rồi. Cố lên anh em ơi, trì lên. Đang có khoảng 2 kích hot trong người đến từ cái thủ anh Huy, hơn 2 kích hot. Em đang cơ cấu ruộng nương các kiểu đây. Cái bung gian vàng phải có hot đứng kê vàng. Bo lại khe này, nếu như em đã xác định không để 9 giờ thì em bo luôn cái mặt đấy giữa cái con vực và cái rừng đấy. Để nó đẩy vào thì nó sẽ mất thời gian đục khe. Và đi ăn vàng nữa đi em ơi. Mặc dù vẫn còn 2.000 vàng, đây đi sang nhà sẽ ăn vàng được. Lên hot thần thì ra ăn vàng xong kê luôn. Cầm 3 cái hot thần đứng kê ăn vàng đây rồi nó vào kìa. Ý. Ý hot lại là 7E và đủ cái kiểu không. Và đeo pha 7E đến bên lớp, rất nhiều đạp đôi bạn đang lao vào tuần này. Đứng lại bắn đi. Vâng, đang chạy và hot vào bên trong, chưa phải hot thần nên Huy vẫn đang rất zen. Phải là hot thần thì mới chơi được những con đạp đôi xe hàng mường đồng quá anh em ạ. Rất đông đạp đôi thì rồi thử về lớp. Đạp lại 90. Vâng, đỡ được cái này hay không đây. Sẻ đang sang bắn đằng sau rồi. Vâng, Huy đang có đủ vàng nhưng mà hot đang bị các bạn chơi, hot thần vừa lên xong. Đạp đôi về lớp đẩy vào 3 kích một tơn. Vâng, đạp đôi làm rất nhanh. Oai anh em ơi. Tổng số là 96 dành cho anh em Hà Nội ở trong buổi tối ngày hôm nay. Rất đáng tiếc ta thất thủ trước anh em Hà Nội trong buổi tối ngày hôm nay rồi. 96 dành cho đội bạn anh em ạ. 96 dành cho dây thủ của đội bạn Hà Nội. Thua 96 cho dây thủ đến từ Team Hà Nội anh em ơi.
Ok, như vậy chúng ta thất thủ ngay vòng đấu đầu tiên của loạt 4-4 ở trong giải đấu AFF Hà Nội Open lần thứ 10. Toa anh em ạ.